Rồi. Sư cho con hỏi về vấn đề ô nhiễm tha lực do phi nhân tác động. Con hành thiền theo quyển Thanh Tịnh Đạo với các đối tượng là màu đỏ, màu trắng và nước. Sau vài tháng con nhìn thấy tợ tướng màu trắng như ánh sáng của bóng đèn xuất hiện, và trong tợ tướng này con cảm giác được hỷ lạc. Thời gian gần đây con bị nhiễm tha lực do phi nhân tác động, mỗi lần ngủ mà bất chợt thức giấc con thoáng nhìn thấy hình tướng của các chúng sanh khác. Cho con hỏi làm thế nào để thoát khỏi ô nhiễm tha lực như vậy? Về câu hỏi này thì sư bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp, sư phải đối thoại trực tiếp ha. Cái vấn đề truyền pháp như thế này thì sư không thể nào nói qua bên nói khơi được, sư cần phải tiếp xúc trực tiếp. Cho nên á, cái người hỏi câu này nếu như ngay bây giờ mà có theo dõi thì gọi điện cho sư ha, gọi qua Facebook thì sư sẽ hỏi một vài cái vấn đề nó kỹ hơn, chứ không có phải mà nói khơi khơi như thế này được. Cho quý vị 10 giây ha, nếu mà không có thì sư bỏ qua. Rồi, không có thì sư để qua câu hỏi này. Tại vì đây là cái câu hỏi cần phải gặp mặt trực tiếp, đối thoại trực tiếp để coi quý vị hành thiền như thế nào. Tại vì cái này có khả năng là cái chuyện hành thiền của quý vị nó có vấn đề.